chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cuốn sách của thầy Hoàn Chu, Phác đồ chữa bệnh theo phản chiếu thần kinh đa hệ theo phương pháp diễn giải của thầy Bùi Quốc Châu. Phác đồ này thì có hai tập, tập 1 và tập 2. Mình giới thiệu với các bạn tập 1 trước. Thì cái đặc điểm của cái sách của thầy Hoàn Chu là gì? Là hoàn toàn là thầy viết bằng tay. Thầy viết bằng tay hết nhá, có mấy trang đầu đánh máy thầy hoàn toàn viết bằng tay. Đó. Hoàn toàn viết bằng tay. Và nữa là gì? Các cái phác đồ mà thầy viết trong sách này thì thầy đều dùng tay để vẽ. Và thầy mô tả từng bước, bước 1 làm cái gì, bước 2 làm cái gì. Ví dụ chữa đây, chữa xuyễn hàn này, 1 là làm gì này, 2 làm gì này. Đó, ABC. Thầy trình bày rất là rõ ràng về từng bước 1. Thì mình hay nói là những người mà đã biết sơ sơ về diễn chẩn hoặc là những người chưa biết diễn chẩn bao giờ ấy, thì gửi cho người ta cuốn sách này để người ta làm. Mà người ta không muốn hiểu hoặc là chưa có thời gian ấy, điều kiện tìm hiểu về diễn chẩn căn bản ấy, mà người ta muốn ứng dụng ngay, muốn chữa ngay cái bệnh cho người ta thì cho người ta cuốn sách này để người ta làm. Đó. Ở cuối cuốn sách cũng ghi rõ các mục lục các bệnh thì mình cứ tra cứu để mình chữa cho mình luôn. Đó. Thì trong này có khá là nhiều thứ, thầy có trình bày đến đây đến gần 100 bệnh ở trong cái cuốn sách này. Bệnh cảm này, bệnh hệ thần kinh này, bệnh về huyết áp, xương khớp này, bệnh tim mạch này, nhất là bệnh tim mạch thì các phác đồ của thầy rất là hiệu quả. Bệnh tỳ đại tràng này, gan mật này, thuộc phế này, bệnh thuộc thận bằng quang, bệnh bài tiết tiết dịch này, bệnh tai mắt mũi họng xoang, bệnh phụ khoa, bệnh linh tinh, vân vân. Rất là nhiều. Nói chung là tổng hợp trong cuốn sách, thấy là cuốn sách này đã được mọi người photo và truyền tay nhau rất là nhiều. Đấy, có những người mà photo đến bản thứ mấy chục rồi nó nhàu nát rồi. Thì mình sẽ nói qua về cái phần đầu cuốn sách này. Thì trong cuốn sách của thầy á, thì cái phác đồ nổi tiếng nhất là phác đồ quân bình năng lượng. Đấy, thì hơ ở những cái điểm này. Thì phác đồ này có tác dụng là quân bình năng lượng. Sau này thầy Châu có chế là cái phác đồ là hơ nhâm đốc ấy, thì nó cũng tương tự như hơ nhâm đốc. Thì cái điểm khác biệt của thầy là thầy dùng cây giò thủy tinh. Tuy nhiên thời gian ban đầu thì diện chẩn có dùng cây giò thủy tinh như thế này. Sau này thì diện chẩn thay bằng cây giò inox. Thì theo mình thì các bạn nếu không có giò thủy tinh, các bạn có thể dùng cây giò inox hoặc đầu một của cây sao chổi để day huyệt cũng được. Trong này thầy dùng kỹ thuật xoay tròn sinh huyệt. Tuy nhiên theo diện chẩn ấy, thì các bạn có thể dùng kỹ thuật ấn hoặc day để thay thế xoay tròn cũng được, tác dụng cũng tương tự. Thì cái điểm lưu ý là như vậy. Ở đầu cuốn sách thì thầy có viết về những cái bài viết về nửa năng lượng đặc biệt của con người. Thì các bạn đọc nó rất là ý nghĩa, là các bạn sẽ hiểu thêm được tại sao diện chẩn là hay dùng ngải cứu, hay dùng lửa để chữa bệnh. Đấy. Rồi thầy có nói là lưng là con người, tức là mô tả cái vai trò của lưng, cột sống chính là cuộc sống, và lưng là nơi phản chiếu và mình sẽ chữa bệnh cho con người rất nhiều qua cái lưng, qua mặt da ở trên lưng. Rồi thầy viết về cái xoa mặt theo phương pháp diện chẩn, bí quyết của sức khỏe và trẻ lâu, ý nghĩa của cái tác dụng xoa mặt vào cái buổi sáng. Rồi đến những cái phác đồ này thì các bạn chỉ cần tác động đến những cái phác đồ này theo các dụng cụ ở đây. Thì những dụng cụ thầy trình bày, những cái dụng cụ rất là căn bản thôi. Giò thủy tinh hoặc các bạn có thể dùng cây sao chổi thay thế giò sừng, giò đồng, rồi giò cào to, búa to. Thì các dụng cụ này các bạn đều có thể tìm thấy được các cơ sở diễn chẩn, hoặc là qua chỗ mình là chỗ Trung tâm Diễn chẩn Việt ở Hà Nội, các bạn có thể truy cập website là dụngcụdiễnchẩn.vn. Đây thì có rất nhiều các phác đồ thì các bạn có thể xem sách mà làm theo. Và các bạn yên tâm rằng nhiều bạn có hỏi mình là những cái huyệt này ví dụ day không đúng vị trí thì có sao không, thì theo mình là không có vấn đề gì cả. Thế mình hướng dẫn cho nhiều người rồi, không thì day không đúng thì nó cứ như là gãy ngứa thôi, như là massage thôi, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm, nó không có hại gì cả. Đấy, được thì được, không được thì thôi, thì bét thì là massage, thế thì cứ yên tâm. Và cái huyệt này thì thầy Chu thầy vẽ rất là to, và thầy dùng cái cây bút thủy tinh ấy, tức là xoay tròn nó rất là rộng, nên các bạn cứ yên tâm mà làm theo, cứ theo đúng các vị trí trên này mà làm. Đấy. Các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Thì đây là cái cuốn tập 1, sau đó đến năm 2015 mình vào trong Sài Gòn ấy, thì được thầy Hoàn Chu thầy tặng cho cái tập 2 này. Thì tập 2 thầy có đánh máy thì nó đẹp hơn. Hơn các phác đồ thì thầy có một số cái bài viết thầy cũng mới trình bày ở trong sách này, những công trình nghiên cứu của thầy sau này. Đấy. Sau đó là thầy có hướng dẫn chữa thêm một số bệnh nữa. Thì cuốn sách này mới hơn mà thầy trình bày nó đẹp hơn, thì các bạn có thể đặt cả hai cái cuốn sách này và tham khảo luôn hai cuốn sách này. Theo mình cái cuốn chìa khóa vạn năng và cái cuốn thần kinh đa hệ này đáp ứng tương đối
là đầy đủ về những cái yêu cầu thực tế của các bạn rồi. Hai tập này, chìa khóa vạn năng này, phác đồ thần kinh đa hệ đấy. Và nếu mà thêm được cái cuốn gọi là thời diện trần nữa để tham khảo thêm về các bệnh về mắt nữa thì càng tốt, càng tuyệt vời. Đó, rồi chúc các bạn thành công.